Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, môn võ Taekwondo của Hưng Yên đã đạt nhiều thành tích cao trong thời gian vừa qua. Môn võ Taekwondo được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hưng Yên đưa vào tập luyện ngay từ những ngày tái lập tỉnh. Bộ môn hiện có 24 vận động viên đang tập luyện và thi đấu các giải thành tích cao trong nước. Những năm qua, bộ môn đã đóng góp nhiều thành tích đáng tự hào cho thể thao thành tích cao Hưng Yên. Nhiều vận động viên của đội tuyển Taekwondo đã làm rạng danh thể thao thành tích cao của tỉnh trên đấu trường quốc gia như vận động viên Đào Ngọc Bích đạt huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 8 năm 2018, các vận động viên Đinh Văn Tiền và Nguyễn Thị Trang vừa giành huy chương vàng tại Giải vô địch Taekwondo trẻ toàn quốc năm 2019. Mới đây, tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2020 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn Taekwondo Hưng Yên đã giành 7 huy chương, gồm một huy chương vàng của vận động viên Mai Thị Kim Ngân ở nội dung đối kháng 68kg nữ và 6 huy chương đồng. Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải hạng nhất quốc gia khởi tranh trở lại vào cuối tháng 9 tới, ngay sau khi hội quân, câu lạc bộ Phố Hiến đã thi đấu giao hữu với đội tuyển U19 Việt Nam, câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Phú Thọ. Trong những trận đấu này, huấn luyện viên trưởng Hứa Hiền Vinh ra soát lại đội hình, đánh giá phong độ của các cầu thủ để lựa chọn đội hình tối ưu. Kết quả, câu lạc bộ Phố Hiến thắng 2-0 đội tuyển U19 Việt Nam, thua câu lạc bộ Hải Phòng 1-2, thắng câu lạc bộ Phú Thọ 1-0. Vòng 10 giải hạng nhất quốc gia dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 9 tới. Câu lạc bộ Phố Hiến sẽ thi đấu trên sân khách gặp câu lạc bộ Đồng Tháp. Mặc dù không phải là giáo viên giáo dục thể chất, song thầy giáo Phạm Văn Dũng ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đang dạy môn hóa tại trường trung học cơ sở Ngọc Long lại có năng khiếu chơi môn cầu lông. Bắt đầu tập cầu lông từ năm 2001 khi còn là sinh viên, đến khi làm công tác giảng dạy, anh Dũng vẫn duy trì tập luyện cầu lông thường xuyên. Anh là thành viên của câu lạc bộ cầu lông Sao Việt xã Đồng Than. Đối với thầy giáo Dũng, chơi cầu lông giúp anh nâng cao sức khỏe và có thêm niềm vui trong cuộc sống. Gần 20 năm đến với môn cầu lông, anh Dũng đã đạt nhiều thành tích cao tại các giải cầu lông trong tỉnh, là một trong những vận động viên thể thao quần chúng tiêu biểu của huyện Yên Mỹ. Thưa quý vị, trước đây đa phần người dân đều có thói quen tập gym, yoga hoặc đơn giản chỉ là đi bộ, đạp xe, chơi bóng chuyền, cầu lông tại các điểm tập luyện thể dục thể thao ngoài trời hay một số cơ sở tập luyện tư nhân. Hiện nay do tình hình dịch COVID-19, người dân đã lựa chọn hình thức tập luyện thể thao tại nhà hay tại những nơi ít người tập trung để đảm bảo thực hiện việc phòng tránh dịch bệnh. Chị Phan Thị Bích Hoàn ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên đã duy trì tập luyện bộ môn nhảy Zumba tại phòng tập tư nhân cùng bạn bè gần 2 năm nay. Hiện tại, do lo ngại nguy cơ lây nhiễm cao ở những nơi đông người, chị Hoàn đã duy trì thói quen tập thể dục tại nhà. Ở phòng tập thì rất là đông các bạn, cứ mỗi buổi sáng chúng tôi tập khoảng 4 đến 50 người. Nhưng từ khi mà có dịch bệnh Covid là tôi thường xuyên tập ở nhà. Tôi cảm thấy là tập ở nhà thì thứ nhất là hạn chế được cái dịch bệnh lây lan và thứ hai nữa là nâng cao sức khỏe cho mình. Khác với lần bùng phát dịch bệnh đầu tiên, các trung tâm phòng tập thể thao phải đóng cửa, thì với lần bùng phát dịch bệnh thứ hai, các địa điểm này vẫn được mở cửa nhưng phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch. Tại phòng tập H Khoa Gym and Yoga Center, thành phố Hưng Yên, thường ngày đón hàng trăm lượt học viên đến tham gia tập luyện các môn như aerobic, gym, yoga. Tuy nhiên hiện nay, do vấn đề dịch bệnh nên số lượng học viên đến đây đã hạn chế hơn. Mỗi phòng tập đều không quá 10 người. Bên cạnh đó, họ cũng chuyển sang tập luyện theo các khóa học online để hạn chế việc tiếp xúc. Hai lần Việt Nam có dịch bệnh COVID-19, phòng tập của chúng tôi thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng dịch. Lần một chúng tôi đóng cửa phòng tập và cho các hội viên nghỉ. Lần hai thì chúng tôi thực hiện giãn cách xã hội và mở lớp học online và vệ sinh máy móc hàng ngày. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tập thể dục thường xuyên, đúng cách, tích cực vận động cơ thể, ăn uống đủ chất, giữ ấm mũi, họng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng tránh dịch COVID-19. Do đó, người dân cần lựa chọn hình thức tập luyện thể thao phù hợp để vừa phòng dịch, vừa nâng cao sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.